Tính riêng trong nửa đầu năm 2022, thị trường ô tô Việt Nam phải nói lời chia tay với nhiều mẫu xe, trong đó có những tên tuổi từng làm mưa làm gió trong phân khúc của mình. 1. VinFast Fadil. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, VinFast đã đưa ra thông báo chính thức dừng bán ô tô chạy xăng tại Việt Nam. Thông tin trên gây ra nhiều ý kiến trái chiều cũng như tiếc nuối, đặc biệt là với những người dùng của mẫu VinFast Fadil. Ra mắt từ cuối năm 2018, sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, VinFast Fadil liên tục thống lĩnh doanh số phân khúc xe hạng A trong năm vừa qua, thậm chí, mẫu xe này đã trở thành vua doanh số ô tô ở Việt Nam vào năm 2021 với 24.128 xe được bán ra. Qua đó, Fadil cũng cắt đứt chuỗi 7 năm thống trị doanh số của Toyota Vios. 2. VinFast Lux A và Lux A như đã đề cập ở trên, cũng với Fadil, bộ đôi VinFast Lux A và Lux SA cũng bị khai tử sau chặng đường hơn 3 năm tồn tại. Tuy không có doanh số cao như đàn Emfa fadil nhưng hai mẫu xe này vẫn tạo được dấu ấn riêng tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2021, doanh số của Luxa và Lux a lần lượt đạt 6.330 xe và 5.180 xe. Điểm nhấn trong chặng đường 3 năm rưỡi của Luxa và Lux a phần lớn đến từ những chính sách đặc biệt của VinFast. Những lần giảm giá gây sốc của của hãng xe Việt có thể kể tới như vào năm 2020, mẫu Luxa giảm xuống còn 800 triệu và Lux a chỉ còn khoảng 1 tỷ. Đặc biệt, chính sách ưu đãi mới đây của hãng có lẽ là lần khiến cộng đồng xe bán tán nhiều nhất. Theo đó, VinFast cho phép khách hàng áp dụng tối đa 3 voucher, khiến giá của Luxa giảm xuống còn 600 triệu. 3. Honda Brio Sau VinFast Fadil, Honda Brio là mẫu xe hạng A tiếp theo bị khai tử tại thị trường Việt Nam. Theo một tư vấn bán hàng, Honda Brio đã bị ngừng bán nhiều tháng nay. Giai đoạn cuối 2021 đầu 2022. Hãng xe Nhật Bản đưa ra chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mẫu xe này có lẽ nhằm mục đích dọn kho. Lý do khiến mẫu xe này ngừng bán tại thị trường Việt Nam được cho là bởi Brio chỉ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 theo yêu cầu của chính phủ. Thế nhưng, nếu tiếp tục đưa về lô xe mới đạt Euro 5 sẽ khiến giá bán xe tăng, khó cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Honda Brio ra mắt lần đầu tại Việt Nam từ năm 2019. Như vậy, phân khúc xe hạng A tại Việt Nam nay chỉ còn Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo. 4. Honda ra Ra mắt từ tháng 3 năm 2018, Honda ra được xếp cùng phân khúc với Toyota Yaris, Mazda 2, Suzuki Swift. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm, mẫu hatchback hạng B này đã lặng lẽ rời khỏi thị trường Việt Nam. Một nguyên nhân khiến mẫu xe này bị khai tử được cho là do mức giá quá cao so với các đối thủ cùng phân khúc từ 544 đến 624 triệu. Trước đó, hãng xe Nhật Bản cũng đưa ra chính sách giảm sâu tới 100 triệu đồng để cứu vớt tình thế, nhưng vẫn không giúp ra thoát cảnh é ẩm. 5. Hyundai Kona. Tháng 6 vừa qua, thành công chính thức đưa ra thông báo tạm dừng sản xuất mẫu Hyundai Kona và chưa hẹn ngày trở lại. Nguyên nhân chính được nhà phân phối đưa ra là do thiếu hụt nguồn cung ứng linh kiện. Ra mắt vào giai đoạn cuối năm 2018, Hyundai Kona là cái tên xoán ngôi Ford EcoSport, vua phân khúc SUV cỡ B thời bấy giờ. Tuy nhiên, mẫu xe này dần trở thành vua về nhì khi có sự xuất hiện của đối thủ kia Celtis. Tưởng chừng như Hyundai sẽ nâng cấp cho Kona để có thể phản công đối thủ, thế nhưng, hãng xe đến từ Hàn Quốc lại đặt chọn niềm tin vào một mẫu SUV cỡ B khác là Hyundai Creta. 6. Toyota Rush. Cuối tháng 5, Toyota Rush đã âm thầm biến mất khỏi thị trường Việt Nam. Điều này đã được dự báo từ trước khi thông tin Toyota sẽ bổ sung Veloz Cross vào đội ngũ MPV vốn đã rất đổ sộ tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe mới Toyota Veloz Cross sở hữu thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi và đặc biệt là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, trong khi có giá bán không chênh lệch nhiều so với Rus. Toyota Rus ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 năm 2018 cùng hai mẫu xe khác là Avanza và Wigo. Thời điểm đó, Toyota Rus có một phiên bản với giá là 668 triệu. Rus từng được gọi là tiểu Fortuner bởi thiết kế có những đường nét giống với mẫu SUV đàn anh. Điểm khác biệt của Toyota Rus so với các xe 7 chỗ cùng tầm giá là khung gầm rời và hệ dẫn động cầu sau. Xe cộ XXX